Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 3, sách Cánh Diều. Bài 2, Em Đã Lớn. Bài đọc 1, Nhớ Lại Buổi Đầu Đi Học. Rồi trước hết là mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại nắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Cũng như tôi, mấy cậu học trò bỡ ngỡ, đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa, hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy, để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. Theo Thanh Tịnh. Tiếp theo mời các em sang phần chú thích và giải nghĩa. Những từ ngữ trong bài đọc: nao nức có nghĩa là bồi hồi, háo hức. Mơn man có nghĩa là nhẹ nhàng, dễ chịu. Quang đãng có nghĩa là sáng sủa và thoáng rộng. Bỡ ngỡ có nghĩa là ngơ ngác, lúng túng vì chưa quen thuộc. Ngập ngừng tức là vừa muốn làm, lại vừa e ngại, chưa biết làm thế nào. Rồi tiếp theo là các em sang phần đọc hiểu. Các em trả lời câu hỏi 1. Bài văn là lời của ai? Nói về điều gì? Dựa vào nội dung bài đọc thì chúng ta thấy là bài văn là lời của chính tác giả. Nói về kỷ niệm buổi tựu trường đầu tiên. Hàng năm cứ vào mùa thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Rồi qua từ tôi này thì chúng ta nhận thấy là bài văn là lời của nhân vật tôi, tức là lời của chính tác giả, nói về buổi tựu trường đầu tiên của mình. Được chưa? Rồi như vậy là các em trả lời câu hỏi số 1. Bài văn là lời của chính tác giả, tức là nhân vật tôi, nói về kỷ niệm buổi tựu trường đầu tiên của mình. Rồi tiếp theo là các em sang câu hỏi số 2. Điều gì gợi cho tác giả nhớ đến những kỷ niệm của buổi tựu trường đầu tiên? Rồi để trả lời câu hỏi này thì các em dựa vào nội dung của bài đọc. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây bàng bạc. Thì dựa vào những dấu hiệu đặc trưng của mùa thu là vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Rồi như vậy các em có thể trả lời câu hỏi số 2. Những dấu hiệu đặc trưng của mùa thu gợi cho tác giả nhớ đến những kỷ niệm của buổi tựu trường đầu tiên. Đó chính là cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, trên không thì có những đám mây bàng bạc. Được chưa? Thì những điều này đã gợi cho tác giả nhớ đến những kỷ niệm của buổi tựu trường đầu tiên.
Câu hỏi số 3. Tâm trạng của cậu bé trên đường đến trường được diễn tả qua chi tiết nào? Rồi chúng ta tiếp tục dựa vào nội dung của bài đọc. À, tâm trạng của tác giả trên đường đến trường được thể hiện qua những chi tiết là: buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại nắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên cảm thấy lạ. Con đường rất là quen thuộc, hàng ngày tác giả thường đi lại, nhưng lần này thì lại khác. Lần này tự nhiên tác giả cảm thấy rất là lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Rồi như vậy là các em có thể trả lời câu hỏi số 3. Tâm trạng của cậu bé trên đường đến trường được diễn tả qua chi tiết: con đường này tôi đã quen đi lại nắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Đó là hôm nay tôi đi học. Câu hỏi số 4. Sự bỡ ngỡ, rụt rè của các học trò mới được thể hiện qua những hình ảnh nào? À, sự bỡ ngỡ, rụt rè của các học trò mới được thể hiện qua những hình ảnh sau. Cũng như tôi, mấy cậu học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân. Mấy cậu học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy, để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. Rồi như vậy là các em có thể hoàn thành câu hỏi số 4. Sự bỡ ngỡ, rụt rè của các học trò mới được thể hiện qua những hình ảnh. Mấy cậu học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Rồi các em chỉ cần trả lời tóm tắt như vậy thôi. Rồi tiếp theo là các em sang phần luyện tập. 1. Dựa vào gợi ý ở phần đọc hiểu, hãy cho biết mỗi đoạn văn trong bài đọc nói về điều gì. Rồi trước hết là các em thấy bài đọc được chia làm 3 đoạn văn. Dấu hiệu để chúng ta nhận biết một đoạn văn đó chính là: từ đầu tiên của đoạn văn được viết thụt vào một ô, kết thúc đoạn văn là dấu chấm xuống dòng. Các em hình dung ra chưa? Đoạn văn thứ nhất này, được chưa? Đoạn văn thứ hai này, và đoạn văn thứ ba. Đầu đoạn văn là viết thụt vào một ô, kết thúc đoạn văn là có dấu chấm xuống dòng. Rồi như vậy là dựa vào phần đọc hiểu thì chúng ta có thể phân tích nội dung của từng đoạn văn một. Nội dung của đoạn văn thứ nhất là những dấu hiệu đặc trưng của mùa thu, đã gợi cho tác giả trong lòng neo nức nhớ đến những kỷ niệm của buổi tựu trường đầu tiên. Nội dung của đoạn văn thứ hai là nói về tâm trạng và cảm xúc mới lạ của tác giả đi cùng với mẹ trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường. Con đường này rất quen thuộc, nhưng tâm trạng và cảm xúc của tác giả hôm nay thì lại khác, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tác giả đi học. Rồi nội dung của đoạn thứ ba là nói về tâm trạng và sự rụt rè của các bạn học sinh mới khi làm quen với trường, với lớp, với thầy, với bạn.
và họ có một mong ước là được giống như những người học trò cũ, biết thầy biết bạn để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành câu hỏi số 1 này như sau. Nội dung của mỗi đoạn văn trong bài đọc. Đoạn 1. Những dấu hiệu đặc trưng của mùa thu gợi cho tác giả nao nức nhớ lại những kỷ niệm của buổi tựu trường đầu tiên. Đoạn 2. Tâm trạng và cảm xúc mới lạ của tác giả trên con đường từ nhà đến trường. Tuy là con đường rất quen thuộc, nhưng tâm trạng và cảm xúc của tác giả hôm nay thì lại khác, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên tác giả đi học. Đoạn 3. Tâm trạng bỡ ngỡ và rụt rè của tác giả cùng với các cậu học trò mới, và niềm mong ước làm quen với thầy, với bạn, với cảnh vật trường lớp để khỏi phải cảm thấy rụt rè trong cảnh lạ. Rồi tiếp theo là các em sang câu hỏi số 2. Em dựa vào những dấu hiệu nào để nhận ra các đoạn văn trên? Chọn các ý đúng. A. Mỗi đoạn văn nêu một ý. B. Mỗi đoạn văn kể về một nhân vật. C. Hết mỗi đoạn văn, tác giả đều xuống dòng. Rồi căn cứ vào nội dung của bài đọc thì chúng ta có thể nhận ra các đoạn văn trên là dựa vào mỗi đoạn văn. Mỗi đoạn văn là trình bày một ý, đúng không? Với thứ hai là kết thúc một đoạn văn, tác giả đều xuống dòng. Chữ đầu tiên của mỗi đoạn văn thì đều được viết thụt vào một ô so với các dòng khác. Các em hình dung được chưa? Rồi như vậy là các em chọn ý nào? À, ý A, mỗi đoạn văn nêu một ý. Ý C, hết mỗi đoạn văn, tác giả đều xuống dòng. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các em có thể theo dõi tiếp các bài học sau được thầy giáo đặt trong phần sách sách phát tiếng Việt lớp 3 sách cánh diều. Các em có thể vào trực tiếp kênh Thành Đô Vlog để các em tìm sách sách phát nha. Rồi nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì có thể các em hãy ủng hộ thầy giáo bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Rồi xin chào và chúc các em học tốt.